Kính thưa quý vị, những người yêu mến cố tổng thống Ngô Đình Diệm và người bảo đệ Ngô Đình Nhu đều đã hết sức đau đớn và phẫn nộ trước sự kiện đang được người dân tại Việt Nam truyền tin cho nhau vào ngày 1 tháng 5 ở Việt Nam, tức là chỉ sau một ngày Cộng sản Việt Nam đang rầm rộ kỷ niệm ngày 30 tháng 4 cưỡng chiếm miền Nam. Thông tin được loan truyền trên mạng xã hội nói rằng, nơi an nghỉ của cố tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu đã bị kẻ gian xâm nhập và dùng chất bẩn đổ lên để hủy hoại. Những người đến quan sát tận nơi nói rằng, đây là loại nhớt đen bỏ đi của xe máy, mục đích để làm tổn thương những ai đến thăm viếng mộ phần của hai cụ mộ phần của cụ ngô đình nhu thì chưa kịp bị đổ chất bẩn theo lời kể thì có lẽ dường như khi đang lén lút vào thực hiện hành vi gian sự bọn chúng chỉ vừa kịp làm ở mộ phần của cụ diệp và dường như có người đã nhìn thấy nên kẻ gian đã vội vàng bỏ đi ngay sau đó việc làm sạch đã diễn ra nhưng không hoàn toàn tẩy được hết các chất bẩn và những màu nhớt đen vẫn còn lưu lại ở trên mộ phần có thể thấy là mục đích của kẻ gian rất rõ ràng chúng nhắm vào bia mộ định làm đen cả tấm bia vốn khiêm tốn chỉ có chữ huynh và ngày mất có người hay tin đã khóc nức nở và nói rằng việc hành hạ nơi yên nghỉ của người đã mất là vô cùng tàn nhẫn và không hiểu vì sao lại có thể xảy ra sau hàng chục năm như vậy. Chưa nói, đó là nơi tôn kính của hai cụ Diệm và cụ Nhu, là những nhân vật lịch sử của miền Nam Việt Nam và là những người đã đặt nền móng cho nền đệ nhất Cộng Hòa. Cũng có ý kiến liên đới về việc miếu thờ của cố đại tá Nguyễn Đình Bảo và những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trên ngọn đồi Chạc Ly gần đây đã bị phá hoại dường như có một chiến dịch âm thầm hủy hoại các nơi mà người dân vẫn tự lập nên để thờ phượng hoặc đến để thể hiện sự tôn kính mà không quan tâm đến sự tức giận của chính quyền một tin tức khác mới đến mà báo sài gòn nhỏ chưa kịp kiểm chứng đó là một số ngôi mộ quân nhân việt nam cộng hòa những ngôi mộ chưa rõ hết tên họ ở quảng trị khi người dân dọn và trồng hoa mới vừa tìm thấy thì đã bị chính quyền hăm dọa là sẽ cải tạo đất và sớm cho phá đi. Hai cụ Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đều mất cùng ngày 2 tháng 11 năm 1963. Hai ông là những chính sách lỗi lạc của lịch sử Việt Nam. Ông Ngô Đình Diệm là tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa từ năm 1955 cho đến khi bị lực lượng quân sự đảo tránh vào năm 1963. Kẻ thù lớn nhất của hai cụ chính là Cộng sản. Với tầm nhìn sáng suốt và quyết liệt, hai cụ đã xác định từ đầu là những kẻ đem chủ nghĩa Cộng sản vào đất nước, tức là đang gieo mầm tai họa cho dân tộc và tổ quốc. Một trong những người lên tiếng về sự kiện này, đó là Facebooker Thương Một Người viết rằng trước mộ ông tôi đã nói với ông rằng mong ông phù hộ cho nước việt nam ngày càng cường thịnh ông hãy bảo vệ những người con yêu nước đang bị giam cầm và giúp họ vượt qua sự giữ trăm năm trước tổng thống chỉ mong người việt nam sẽ đoàn kết trong tình tự dân tộc đến nay dẫu đất nước có thống nhất nhưng lòng người thì không con đường cái quan đã thống nhất trong thực địa nhưng sợi dây tình yêu quê hương dân tộc thì không tình tự dân tộc vẫn chỉ là ngôn từ tổng thống ngô đình diệp là người con của dân tộc ông và gia đình ông luôn là một trong những gia đình nho gia truyền thống mang niềm tin tôn giáo công giáo giống như nhiều người việt nam khác vì ông là người việt nam nên người yêu mến ông phải tưởng nhớ ông bằng tinh thần việt nam chứ không phải là sự nhầm lẫn như hiện nay nhiều năm nay người dân việt nam dần nhận ra một chính sách đầy thâm độc của cộng sản hà nội đó là tìm mọi cách để xóa bỏ những hình ảnh biểu trưng những nhân vật lịch sử đại diện cho sài gòn và nền cộng hòa bị cưỡng chiếm các tượng đài như lý nguyên hãn ở chợ bến thành đã bị mang đi các tượng đài khác như phù đồng thiên vương, an dương vương vân vân thì bỏ mặc không tu sửa, chờ đến lúc hư hại thì đem đi nhân danh bảo vệ an toàn cho dân chúng. Nhiều tòa nhà kiến trúc cũ, cây xanh, đài phun nước vân vân ở Sài Gòn thì đã bị dẹp đi. Đôi khi sau nhiều năm nhận ra sự ấu trĩ hay sai lầm thì lén lút cho làm lại như đài phun nước. Tuy vậy, sự quan tâm và sức sống với quá khứ của người dân miền Nam Việt Nam vẫn rất mãnh liệt và họ thường báo cho nhau lên tiếng khi có những sự hủy hoại như vậy. Quý vị vừa nghe xong bài viết nơi an nghỉ của cố tổng thống Ngô Đình Diệm bị phá hoại, bài viết của tác giả Như Hồ được đăng trên trang web báo Sài Gòn nhỏ. Và để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe bài viết di sản Việt Nam Cộng Hòa, nền văn minh đã thắng chế độ man dợ. Bài viết của tác giả Mạnh Kim. Những ai sống ở miền Nam giai đoạn sau 30 tháng 4 năm 1975 không thể nào quên những gì từng trải qua. Đó là những chuỗi ngày không chỉ khốn khổ về vật chất, biết bao người không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh hàng đống sách vở và băng đĩa nhạc bị đốt một cuộc thảm sát văn hóa đã xảy ra không chỉ sản phẩm văn hóa con người của văn hóa cũng bị tận diệt nhà văn bị bỏ tù nhà báo bị học tập cải tạo nhà thơ đi đạp xích lô bất luận bị tra tấn và truy diệt tàn bạo như vậy văn hóa việt nam cộng hòa vẫn không chết trong hồi ký giang dở cựu đại tá việt nam cộng hòa dương hiếu nghĩa kể rằng Ngày mùng 3 tháng 5 năm 1975, không có chuyện gì làm, tôi lang thang tản bộ quanh khu chợ Sài Gòn và đi lần về thư viện quốc gia, trong thâm tâm chỉ muốn gặp lại một người bạn của tôi là anh Hữu, quản thủ thư viện quốc gia, có đến nơi mới thấy được cảnh mà cộng sản Bắc Việt gọi là bài trừ văn hóa đồ trụy. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, một ủy ban gọi là ủy ban bài trừ văn hóa đồ trụy ra đời, thành phần gồm một cán bộ đảng Cộng sản và sinh viên học sinh chít khăn đỏ trên tay mà người dân Sài Gòn gọi là mấy con cỏ 30. Văn hóa đồ trụy được định nghĩa là tất cả những ấn phẩm thuộc mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, lịch sử, nhất là lịch sử, giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn hóa, văn nghệ, phim, ảnh, vân vân đang được lưu hành và sử dụng tại Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, được in, chép hay thu vào băng nhựa bằng tiếng Việt Nam hay bất cứ loại sinh ngữ ngoại quốc nào, trừ chữ Tàu và chữ Nga. Mục tiêu mà các ông cọp 30 nhắm vào trước tiên đó là Thư viện Quốc gia ở đường Gia Long. Tất cả sách bìa cứng, bìa mềm, gáy tím, gáy vàng, dày mỏng gì cũng đều được mang ra đường xé nát và đốt hết. Tội nghiệp cho mấy bộ tự điển và bách khoa toàn thư chữ Anh chữ Pháp trên 100 cuốn và rất nhiều bộ sách quý thuộc các ngành công pháp quốc tế, khoa học kỹ thuật, hàng không và cả khoa học không gian vân vân mà anh Hữu đã tốn công sưu tầm trên 10 năm dài để làm giàu cho thư viện của đất nước. Trong phút chốc đã bị cọp 30 sơi tái hết. Chúng tôi đến gần, lượm từng tờ của bộ bách khoa toàn thư lên xem, mà ứa nước mắt nhưng không dám hỏi thêm vì bị ngay một cọp 30 khoảng 16 tuổi tới đuổi và nói rằng Đi đi, tiếc gì mà coi, sẽ bỏ hết, đốt bỏ hết. Nó là tính nước ngoài của thực dân của đế quốc đổi trụy, du ngủ đầu độc dân tộc. Ta độc lập rồi thì ta cần gì ba cái thứ này nữa? Về văn nghệ thì tất cả các bản nhạc in hoặc thu vào băng nhựa nếu không phải loại nhạc lai căn, tức là lai nhạc tàu từ nhóm văn công miền Bắc mang vào đều được liệt vào loại nhạc vàng của đế quốc Mỹ và Tây Sai, cấm lưu hành, xé đốt, hủy bỏ, ai lưu giữ sẽ có tội. Các kịch bản hay các vở tuồng cải lương, hát bộ vân vân cũng phải được duyệt xếp loại lại. Nói tóm lại Bắc Việt chủ trương hủy bỏ tất cả những gì mà họ cho là tàn tích của Mỹ Ngụy từ 75 trở về trước để đem thay thế vào đó những gì mà miền Bắc đang có và đang áp dụng. Có nghĩa là thay vì đẩy miền Bắc tiến lên để theo kịp đà phát triển của miền Nam, họ làm mọi cách nhằm kéo lùi miền Nam thụt lùi lại vài chục năm sau cho trình độ văn minh tiến bộ của hai miền Nam Bắc phải ở cùng nằm ở một trình độ kém phát triển như nhau. Câu chuyện của ông Dương Hiếu Nghĩa là một chi tiết rất nhỏ trên bức tranh kinh khủng mà miền Nam chứng kiến giai đoạn sau 30 tháng 4 năm 1975. Hàng ngàn câu chuyện khác đã dệt nên tấm thảm kịch mà ngày nay vẫn gây nhức nhối mỗi khi được nhắc lại. Nhà văn Dương Thu Hương từng thốt lên trong uất nghẹn rằng vào Nam tôi mới hiểu rằng chế độ ngoài Bắc là chế độ man sợ vì nó chọc mù mắt con người, bịt lỗ tai con người. Trong khi đó, ở miền Nam người ta có thể nghe bất cứ đài nào, Pháp, Anh, Mỹ, vân vân nếu người ta muốn. Đó mới là chế độ của nền văn minh và thật chua chát khi nền văn minh đã thua chế độ man dợ. Đó là sự hàm hồ và lầm lẫn của lịch sử. Đó là bài học đắt giá và nhầm lẫn lớn nhất mà dân tộc Việt Nam phạm phải. Trích từ ký 2 Đinh Quang Anh Thái, trang 178. Tuy nhiên, văn hóa Việt Nam Cộng Hòa đã không chết. Di sản văn hóa của một nền văn minh đã không hoàn toàn thua chế độ man dợ. Sự kéo lùi lại, sao cho trình độ văn minh tiến bộ của hai miền Nam Bắc phải ở cùng nằm ở một trình độ kém phát triển như nhau đã không thể thành công. Sau gần 50 năm, người ta có thể thấy rõ điều này hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ mà văn hóa Việt Nam Cộng Hòa, sản phẩm của nền giáo dục khai phóng, của tinh thần sáng tạo tự do, của những tinh hoa kết tụ từ ba miền Bắc Trung Nam, lại trỗi dậy mạnh mẽ đến như vậy. Những nhà sách lớn giờ đây, đầy tác phẩm trước năm 1975 in lại, dù không ít quyển bị cắt xén kiểm duyệt. Những quyển sách mới về miền Nam trước năm 1975 được ghi chép một cách tỉ mỉ và công phu, cũng xuất hiện liên tục. Âm nhạc từng bị cho là nhạc ngụy, đã chẳng còn được hát và nghe lén lút. Nó được hát trên truyền hình và phát thanh trong các cuộc thi bolero đi cùng năm tháng. Phải, văn hóa việt nam cộng hòa chưa bao giờ ngưng đi cùng năm tháng với dân tộc nó cho thấy dân tộc luôn lớn hơn cái gọi là đảng nó cho thấy kiểm duyệt chẳng có chút giá trị nào đối với tâm hồn và cảm thụ của người dân nó cuối cùng cho thấy một điều lớn nhất mà muốn hay không cũng phải thừa nhận nền văn hóa nào có tính vượt trội hơn thì nó thắng internet và mạng xã hội đã hỗ trợ rất nhiều trong làn sóng hồi sinh văn hóa Việt Nam Cộng hòa. Nhiều trang web sách cũ đã mọc ra, các fanpage sách Việt Nam Cộng hòa, nhạc vàng, Sài Gòn xưa vân vân cũng xuất hiện nhan nhản. Việt Nam sau ngày thống nhất 1975 đã không thể giống miền Bắc sau năm 1945, một Việt Nam cộng sản dù dập khuôn mô hình chính trị Trung Quốc đã không thể giống trung quốc chế độ cộng sản việt nam không thể biến người dân việt nam thành một đám ngu dân như cách cộng sản trung quốc muốn khi thống nhất đất nước trung quốc chẳng có một miền nam dân chủ nào cả nỗ lực bắt chước trung quốc đối với cộng sản việt nam là bất khả thi nền dân chủ non trẻ mà miền nam thụ hưởng sau ngày thống nhất đã trở thành một thứ kháng thể giúp chống lại bằng cách này hay cách kia những áp đặt phi dân chủ và phi tự do đặc biệt là trong văn hóa yếu tố kháng thể này đã âm thầm lan rộng nó tạo ra những ảnh hưởng nhất định nó ngấm ngầm nhưng nó mạnh mẽ nó hồi sinh và nó phát triển tự nhiên không ai có thể chặn nổi luồng gió trong lành này nó tạo ảnh hưởng ngay cả trong hệ thống của chế độ toàn trị đã có lúc Người ta kiếm chuyện bằng cách đặt vấn đề rằng: "Chiến trường anh bước đi là chiến trường nào?" trong ca khúc "Con đường xưa em đi" của nhạc sĩ Châu Kỳ, nhưng rồi cũng bất thành. Khi tuyên bố cấp phép cho ca khúc "Ly rượu mừng", người ta chắc hẳn đã uống một ly cồn đắng ngắt bởi phải đầu hàng trước sự tồn tại hiển nhiên không chỉ của một ca khúc mà cả một nền văn hóa. Ánh sáng văn minh luôn lấn át bóng tối mọi giờ. Bản năng tự nhiên của con người là luôn tìm đến ánh sáng. Cho đến thời điểm này, khi mà sự tự do hát, tự do nghe, tự do xem, tự do đọc đã trở thành một sự bình thường đương nhiên, thì bất kỳ cản trở hay ngăn cấm nào cũng đều vô ích và vô vọng. Dù muốn hay không, chế độ cũng cần phải thừa nhận một tính chất chính trị căn bản họ có thể cai trị độc tài nhưng họ phải hiểu trong bất lực rằng không có bất kỳ công cụ văn hóa toàn năng nào của nhà cầm quyền có thể chọc mù mắt và bịt lỗ tai của con người